Bây giờ mình sẽ đi vô khách sạn La Luna Resort, nhưng mà vô cái phòng mà để đăng ký để mình lên công trình thôi các bạn. Đây là cái dự án mô hình của La Luna Resort này các bạn. Đây là 3 tòa nhà của La Luna Resort này các bạn. Đây là cái mô hình rất là đẹp nè. Phía dưới này là những cái trung tâm thương mại. Ở trên này có bể bơi nữa nè các bạn. Đây này, bể bơi rất là rộng. Ba tầng, một tầng 36 tầng. Đây là với tầng 1, tầng 2, tầng 3, hiện tại đây là tầng đất. Đây là cái đường hầm để mà xe đi xuống này các bạn. Là đường cho xe ô tô chạy. Thiết kế rất là tiện nghi. Đây các bạn, ở phía trên có sân đổ trực thăng. Hiện tại là mình đang ở trong thang máy của công trường, đang đi lên trên này các bạn. Đẹp luôn các bạn, rất là nhiều tòa nhà. Ở trên này mình có thể nhìn được ra đường Phạm Văn Đồng và một góc phía bắc của thành phố Nha Trang. Dạ, đổi 3 số đầu, 002 thì chuyển thành 070. Dạ, 075 ạ. Dạ, con muốn chuyển thành 074. Ok, bây giờ đi ra ngoài thôi. Bây giờ nó vẫn đo lòm đó hả con? Dạ, này nó bắt tường hết rồi. Bắt tường cái kiểu mà thôi. Hiện tại là mình đang đứng ở trên cao. Đây là khung cảnh nhà cửa của người dân thành phố Nha Trang về phía bắc nha các bạn. Và đứng đây mình có thể nhìn ra được hướng núi, đó là núi Cô Tiên. Hiện tại là mình đang đi theo người hướng dẫn công trình để nắm rõ hơn về cái dự án này. Vì hiện tại phía trước mặt của mình là có 3 cái thang máy, tất cả là 6 cái. Bên này có 3 cái nữa là thang máy dành cho khách. Bởi vì là họ đang xây dựng cho nên là nó khá là bề bộn đó các bạn. Khi mà mình đi vô đây thì mình phải có mũ bảo hộ nữa các bạn, bởi vì khá là nguy hiểm ở công trường như thế này, cho nên là mình phải bắt buộc đội mũ bảo hộ. Đây, mình đang xâm nhập vô những cái căn ở phía trong tòa nhà. Không, tòa 2, tòa 3 là như vậy. Tòa A1, A2, hai tòa này. Nhưng tòa bên kia thì nó không mắc cái lưới. Tòa mình đang bán không mắc cái lưới này thì vẫn thấy được hết. Đây là mình nhìn thấy được hướng biển nè các bạn. Chỗ này nhìn ra view biển rất là đẹp. Và nhìn xuống dưới là một con đường. Cái này là bến du thuyền này các bạn. Dạ không, cô nó lại nó làm một bãi tắm nhân tạo rồi sau này nó làm. Em có đụng đâu mà. Không, không sao, không sao. Đây là mấy người đang tham quan dự án và có ý định mua nè các bạn. Sao cô còn hiểu không sao đâu. Đó tắm ra được không? Dạ được hết cô. 4 tiếng 2 cũng được. Những cái căn này nó qua đây cô này chứ không nhỏ gì đâu. Cái dạng này dạng khách sạn 5 sao nữa. Đứng ở đây mình có thể nhìn xuống được cái làng chài. Có nơi có những chiếc thuyền đậu đó các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại là Hannah đang đứng ở trên tầng cao nhất của cái tòa nhà La Luna. Và ở trên đây mình có thể nhìn xuống được phía dưới biển Nha Trang. Khi mà lên cao rồi thì mình sẽ trang bị cái mũ bảo hộ như thế này nè, để tránh tình trạng là có vật gì nó va vào chúng mình. Và phía bên cạnh đây là những cái dàn giáo đây các bạn thấy không? Đó. Đứng trên này mình có thể cảm nhận được cái không gian mở của biển nè. Rồi mình có thể ngắm bao quát được Vịnh Nha Trang. Và ở phía bên này nè, phía bên này các bạn, bây giờ mình có thể nhìn vô được trung tâm thành phố và thấy được những cái tòa nhà trong đó rất là đẹp. Thì như dự kiến lúc nãy có một anh tư vấn nói là cái căn này giá là 4 tỷ mấy một căn đó các bạn. Bởi vì giá nó khá cao do nó có view biển nè, ở ngoài đây nó có thể nhìn ra được bến du thuyền cho nên là nó khá là đắt. Mình nghĩ nó không ổn đâu các bạn, này là rất là thích hợp cho việc những ai mà thích khung cảnh biển hoặc là ngắm ghe xuồng, và mỗi buổi sáng sớm có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc luôn các bạn. Như ví dụ như mình đứng đây nè, mình có thể nhìn được mặt trời mọc, quá là tuyệt vời. Nếu mình có tiền thì mình cũng đầu tư được một cái căn hộ như thế này để ở đó các bạn. Mình đang đi tham quan hết cái khu tòa nhà này. Nói chung là mình vẫn đi nhìn sơ để biết tiến độ làm như thế nào thôi, chứ mình không thể nào mà đi hết được toàn bộ cái khu nhà này vì nó khá là rộng. Mình đi một buổi không thì sẽ không hết. Hiện tại mình đang đứng đó là tòa nhà Lá Sười và đối diện đó là tòa Platinum. Thì ở tòa này thì mình cũng có thể nhìn được view biển và các biệt thự kế bên cái bến du thuyền đó các bạn. Hướng này là hướng biển rất là thuận lợi. Đa số thì khách sẽ chọn hướng biển nhiều hơn là hướng núi. Bởi vì hướng biển mình có được rất là nhiều lợi thế. Nghĩa là chỉ đặt đến đây thôi. Cái này là nhất, còn là cái này là chính. Cái này thôi.